hồi mùa thu đang xuống miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bông? Dạ vâng, xin chào quý vị. Hiện tại Hữu Duy đang có mặt tại đường Phạm Tuấn Tài để review một công trình phòng hát mini quý vị nhé. Vì với xu hướng phòng hát mini 2024 đang rất thịnh hành tại thị trường Việt Nam. Bởi vì gì ạ? Bởi vì thứ nhất là chi phí đầu tư ra rất là ít và vừa phải. Ngoài ra thì hiệu quả mang lại rất là cao. Và với có Music Box ở đây, đó, Music Box tại số 6 Phạm Tuấn Tài. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lên đây để khám phá không gian cũng như là xem mỗi phòng hát mini chúng ta sẽ có những thiết bị gì. Và đặc biệt là tất cả các thiết bị trong Music Box này đều được Bảo Trợ Lake phân phối và lắp đặt thi công quý vị nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lên Music Box quý vị nhé. Với cơ sở số 6 Phạm Tuấn Tài Music Box ở đây thì chúng ta sẽ có 14 phòng hát mini quý vị nhé. Nhìn như vậy thôi mà có tận 14 phòng hát đó quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào khám phá xem những phòng hát sẽ có những thiết bị gì. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi sang bên trái. Đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ có rất nhiều những phòng hát ở đây. Ví dụ luôn ở đây Hữu Duy sẽ mở phòng số 6 để xem ở đây chúng ta sẽ có những thiết bị gì ở bên trong phòng hát quý vị nhé. Mỗi một phòng hát mini như này thì nó có diện tích đâu đó khoảng từ 3 cho đến 5 mét vuông một phòng. Cho nên nó rất là vừa phải và dễ dàng trong việc mà chúng ta thi công từ những thứ như là nội thất tiêu âm, đúng không ạ? Hay là kể cả âm thanh thì nó cũng rất là vừa phải. Với mức đầu tư một bộ dàn âm thanh ở đây đâu đó chúng ta chỉ rơi vào khoảng tầm 20 triệu, hơn 20 triệu một chút là chúng ta đã có sẵn nguyên một dàn âm thanh ở đây rồi. Và cụ thể là combo ở phòng karaoke số 6 này nó sẽ bao gồm một đôi loa MK08 đến từ thương hiệu JBL chính hãng nhập khẩu 3 sao quý vị nhé. Đó, một đôi loa khá là nhỏ thôi, MK08 bát của nó chỉ là bát 20cm thôi, đúng không ạ? Kết hợp cùng với đó là một chiếc âm ly DKA 5500. Và chúng tôi cũng đã thi công rất là đẹp đẽ ở đây rồi. Đó, được gắn vào đằng sau, gắn vào kệ và gắn vào bàn nhìn rất là đẹp, đúng không ạ? Cực kỳ là gọn gàng. Đây, tay mic đây, DKA 5500 quý vị nhé. Đây, Hữu Duy sẽ mở lên. Quay thuộc không quý vị? Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Và đã được chúng tôi căn chỉnh, có thể nói là cực kỳ là sắc nét để chúng ta có thể hát karaoke như những phòng hát chuyên nghiệp rồi, đúng không ạ? Chất âm cho ra ở trong không gian từ 3 đến 5 mét như thế này thì nó quá ư là hay rồi, đúng không ạ? Và khu vực vị trí ngồi, ở đây chúng ta cũng sẽ có những vị trí ngồi, có cả ghế phụ để chúng ta ngồi nữa. Tối đa trong phòng này có thể chứa được tới 5 người quý vị nhé. Hoàn toàn thoải mái cho một nhóm bạn sinh viên đi hát karaoke với nhau. Và với mức giá cũng cực kỳ là phải chăng thôi, đúng không ạ? Ok, và đây là phòng đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng JBL MK08 này kết hợp cùng với âm ly DKA 5500. Hầu như tất cả những phòng hát ở đây thì chúng ta đều sử dụng âm ly DKA 5500 hết quý vị nhé. Hoặc là ví dụ như phòng số 4 ở đây. Đây, phòng số 4 ở đây thì chúng ta cũng sẽ sử dụng thêm một dòng loa khác, đó là dòng 1652T đến từ thương hiệu JBL cũng nhập khẩu 3 sao quý vị nhé. Đây cũng là một dòng loa có thể nói là chất âm rất là hay. Nó nhỏ và nó nhỏ gọn cực kỳ luôn. Nó vừa với cả không gian trong những quán hát. Dường như là nó sinh ra để dành cho những phòng hát mini tại đây quý vị nhé. Và âm ly chúng ta cũng vẫn sử dụng dòng âm ly 3-1 tích hợp luôn cả micro rất là tiện lợi, DKA 5500. Thì với combo ngày hôm nay cũng có mức đầu tư đâu đó khoảng tầm hơn 20 triệu một phòng thôi. Âm thanh có thể nói là quá ư là hay rồi. Nhưng mà với một cái số tiền mình bỏ ra nó cực kỳ là hợp lý và vừa phải, đúng không ạ? Nếu chúng ta cứ nhân âm thanh lên bao nhiêu phòng thì cứ khoảng tầm hơn 20 triệu một chút là chúng ta nhân lên bấy nhiêu phòng thôi. Và tại cơ sở số 6 Phạm Tuấn Tài này thì đang có 14 phòng quý vị nhá, 14 phòng. Và chất âm cho ra cũng cực kỳ là hay luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử cũng như là đi thử tham quan một vòng để xem là với một cái mô hình rất là hay và đang phát triển tại Việt Nam như này thì nó sẽ có những cái gì đặc sắc, đúng không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4. Không hề hú quý vị nhé. Và chúng tôi đã cài rất là chi tiết ở trong chiếc âm ly DKA 5500 này rồi. Chống hú rất là hay và đặc sắc. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử âm thanh quý vị nhé. Alo. Có phải đêm qua thức trắng để gặp con tim lan hai năm, nên phải ôm nỗi đau còn ngàn trái
chưa hạt nhiệm màu, kiều sa mang đến là quả bồ dâu, sợ mai kia sương phai hoa hoa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lấn la hỏi thăm, lên bao trộm đi ghé nước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, mây chim lá cánh khóc hoan tìm nhau. Ai đâu ai đêm hết bao giọt sầu. Vâng, quý vị, tổng cộng là chúng ta có 14 phòng quý vị nhé, 14 phòng music box như này đó. Và mỗi một phòng nó sẽ có diện tích đâu đó khoảng từ 3 cho đến 5 mét vuông diện tích mặt sàn đó. Và các thiết bị thì cũng rất là hay, đều là sản phẩm chính hãng và được Bảo Châu Elec phân phối cũng như là thi công trực tiếp tại đây luôn quý vị nhé. 14 phòng hát đó, rất nhiều những công trình hiện tại trong thời gian này cũng đang được thi công rồi đó. Đây, phòng số 5 quý vị nhé. Đó, cũng tương tự như phòng bên kia, chúng ta cũng sẽ có một đôi loa MK08. Hầu như tất cả những phòng mini karaoke này thì đều sử dụng thứ nhất là những mẫu loa nhỏ, chất lượng cao như là JBL MK08 này, hay là CV1652T, hoặc là một dòng nữa là dòng Denon C10, thì thường hay được sử dụng cho những phòng hát có kích thước nhỏ như này quý vị nhé. Đó. Đây, ở trong này cũng vậy. Đây là phòng 1 nhé. Đó. Chúng ta cũng sử dụng mẫu CV1652T. Rất là đẹp luôn. Đó. Và cũng là âm ly DKA 5500, được phân phối bởi BK Sao. Với mô hình Music Box này thì chúng ta thứ nhất là có một cái ưu điểm là chi phí đầu tư không cao. Đó, chi phí đầu tư không cao. Để đầu tư ra một phòng như này thì đâu đó chúng ta cũng chỉ cần khoảng tầm hơn 20 triệu về âm thanh thôi. Một đôi loa và một âm ly 3 trong 1 là quá đủ cho một phòng âm thanh này rồi. Bát biếc đánh nhức người luôn. Bởi vì chất âm của JBL cho ra vốn dĩ là nó đã nhiều bát đánh rất là hay rồi. Đúng không ạ? Bát chép lên rất là tốt và không gian nhỏ nữa, cho nên là âm thanh cực kỳ đầy đặn luôn. Và cái thứ hai là khả năng thu hồi vốn rất là nhanh. Những phòng hát karaoke như thế này thì cực kỳ thu hút giới trẻ. Bởi vì thứ nhất là nhìn nó rất là tin, rất là sành điệu. Đó. Quý vị có thể thấy được một quy mô rất là đẹp. Dạ vâng, quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá cơ sở Music Box tại số 6 Phạm Tuấn Tài. Đây là một cơ sở kinh doanh quán karaoke mini. Chúng ta sẽ có 14 phòng hát ở đây và tất cả thiết bị âm thanh đều được phân phối bởi Bảo Châu Elec quý vị nhé. Nếu quý vị có nhu cầu muốn thi công lắp đặt hay là muốn mở những phòng music box tương tự như này thì quý vị có thể liên hệ với Hữu Duy thông qua số điện thoại là 0866693631 hoặc có thể gọi đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255 để được tư vấn về những thiết bị, những cấu hình sử dụng riêng cho Music Box như này quý vị nhé. Với mức đầu tư rất là hợp lý và vừa phải và khả năng thu hồi vốn nhanh thì đây là một trong những mô hình sẽ cực kỳ phát triển trong năm 2024. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.